một nhóm đối tượng có hành vi chặn xe, sử dụng dao đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản và tiền của một người dân đang đi một mình trên đường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên bắt giữ. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 35 phút ngày 19 tháng 8, anh Nguyễn Bá Hòa, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn JC ở khu công nghiệp Phố Nối A, điều khiển xe mô tô đi đến đoạn đường vắng thuộc thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên thì bị một nhóm đối tượng chặn xe, sử dụng dao đe dọa rồi chiếm đoạt chiếc xe máy cùng số tiền hơn 1 triệu 300 nghìn đồng và một điện thoại di động. Quá trình điều tra truy xét, đến 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Mỹ đã làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng có liên quan. Cơ quan điều tra đã xác định nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp xảy ra vào ngày 14 tháng 8 trên địa bàn thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và ngày 18 tháng 8 tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, đồng thời đã thu giữ 1 thanh đao, 4 chiếc xe máy là vật chứng của các vụ cướp do các đối tượng gây ra.